Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng, ta chia tay nhau trong lòng bao lưu luyến. Anh đi ra khơi theo mùa cá biển, em đi lên rừng theo tiếng sáo này. Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng, ta gần nhau hơn qua mỗi lần xa cơi. Trong những chuyến đi xa có biết bao nhiêu điều mới lạ về đất nước, về con người, về cuộc sống và tình yêu. Qua mỗi chuyến đi xa lại thấy yêu quê mình đất càng. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi con tàu và nhà máy mà ta và vừa rồi là một bài hát được thể hiện qua cặp loa WeWood G4000, một chiếc đẩy X7DSC. Đây là một bộ dàn đã được xuất hiện rất là nhiều ở trong kênh YouTube của Lorem Audio, và cũng như là rất là nhiều các bác khách hàng đã lựa chọn. Đây là dòng loa cây giá rẻ WeWood G4000 9 triệu đồng kết hợp với chiếc đẩy X7DSC 7 triệu, và tổng bộ cấu hình là 16 triệu đồng. Và bên em có tặng kèm một bộ mic không dây BS3.7. Sẽ là một trong những cái cấu hình, những cái bộ dàn sẽ phục vụ tốt cho chúng ta trong cái việc hát karaoke, nghe nhạc, cũng như là đạt cái tính thẩm mỹ rất là cao, giúp chúng ta có thể làm vật trưng bày. Nó sẽ tôn cái phòng khách của chúng ta lên rất là nhiều. WeWood G4000 là một dòng loa được thiết kế rất là nhiều đường tiếng, và hiện tại thì chúng ta đang thấy có 7 loa lớn bé được xuất hiện trên một thùng. Và những cái sự phối ghép như thế này thì nó sẽ đem lại cho chúng ta được cái chất âm nó tương đối hoàn chỉnh, rất chi tiết. Và trong những cái dòng loa cây, trong những cái giai đoạn bây giờ thì việc chúng ta tối giản những cái thiết bị để dùng chung một mục đích, vừa hát, vừa karaoke, vừa nghe nhạc, thì WeWood G4000 là một trong những cái sự lựa chọn rất là tốt trong cái phân khúc tầm trung, chỉ với 9 triệu đồng một cặp loa. Rất là đẹp mắt. Và hiện tại đối với cấu hình này thì bên em cũng đang có áp dụng một cái chương trình, đấy chính là đổi bộ dàn cũ lấy bộ dàn mới, đổi những chiếc đẩy cũ và đổi những đôi loa cũ lấy loa mới. Và tất cả có trong kênh YouTube của Lorem Audio. Chúng ta nếu các bác có quan tâm thì hãy nhấc máy và gọi điện cho bên em sẽ tư vấn cho các bác. Vâng, và trong cái cấu hình này thì là một đơn hàng của một khách đến từ Hải Phòng. Và hiện tại thì em đã setup xong cũng như là căn chỉnh xong. Vừa rồi là một bài hát viết về quê hương Hải Phòng, và rất là hân hạnh được tặng anh cũng như là tặng tất cả các bác đang theo dõi cái video này. Và sau đây thì em sẽ cho anh em tiến hành là đóng gói sản phẩm và gửi xe về Hải Phòng cho anh.